Chị vừa mới thấy anh Tùng, quản lý công ty VG đi qua đây nè. Bộ không gặp mấy em hả? Dạ, anh nói là muốn tụi em gia nhập vào công ty. Sau khi ban giám khảo chấm điểm bài test của các em, tôi phải nói rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đây là hợp đồng ca sĩ độc quyền. Xong cái bước này thôi thì tất cả tụi em sẽ trở thành người một nhà dưới trướng của công ty Big Lion. Tụi em ký vô đi. Đây. Anh ơi, cho em hỏi là trong cái điều khoản này á, tụi em chỉ nhận được mức lương cơ bản hàng tháng thôi, chứ không có nhận được phần trăm cast hay là doanh thu đêm diễn. Mà nếu với mức lương cơ bản này thì khá là thấp rồi. Anh hiểu cái thắc mắc của mấy cưng. Nhưng mà thật ra nè, trong cái thời điểm này tụi em còn yếu về kỹ năng, cũng không có danh tiếng nữa. Tụi anh đang tốn rất là nhiều tiền để đào tạo mấy em lên, đúng không? Nhưng mà mấy em cứ yên tâm đi, khi tụi em chưa được debut, tụi em chưa có tiền, tụi em chưa có danh tiếng, nhưng tụi anh vẫn sẵn sàng trả lương cho tụi em. Coi như là tụi anh chịu lỗ đó. Đó. Sau này nếu như mà tụi em được debut thành công, tụi em có danh tiếng, có số, có tiền, ok, thì lúc đó mình sẽ ngồi lại mình review hợp đồng lại, ok. Em thấy cái thời gian làm việc của mình á, như vậy có khắc nghiệt quá không ạ? Tại vì tụi em vẫn còn đi học à. Trời ơi em ơi, cái đó là trên hợp đồng, để do công ty tụi anh á bảo đảm là sẽ đào tạo tụi em một cách nghiêm túc. Cái này là tụi anh giữ nghiêm túc cho tụi em, hiểu không? Uy tín. Chứ còn thời gian thì mình linh động được, thấy không? Mình coi tình hình, mình sắp xếp thôi, sắp xếp tụi em cũng hết, đừng có lo. Dạ. Có gì đâu, chuyện đó là anh giải quyết được hết. Nhưng mà bây giờ còn một cái vấn đề này nè, anh phải nói ra thôi. Tại vì anh phải nói ra để cho tụi em có cái động lực phấn đấu. Đó là sau 2 năm anh sẽ tổ chức một live show quanh trắng cho các em. Đó. Đây nè, nè. Không dễ gì mà có một cái nhóm nhạc nào mà mới debut có 2 năm mà tổ chức live show đâu. Đó mới gọi là đẳng cấp. Đúng vậy đó. Tụi em hãy tin tưởng vào Big Lion. Chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Thấy không? Dạ, vậy thì tụi em yên tâm rồi ạ. Đúng rồi nè. Ellie bạn của các em á đã ký hợp đồng đây rồi. Ellie là coi như là người nhà tụi anh rồi. Anh coi tụi em cũng vậy thôi. Tụi em ký đi, đúng không? Đông Đông, em suy nghĩ như thế nào? À không, ý của em là em sẽ không tham gia đâu ạ. Em xin lỗi ạ. Đúng là cái đồ ngu, không biết nắm bắt cơ hội à? Đó, tụi em thấy không? Không có con mắt, không có tầm nhìn xa, đúng không? Đông Đông không ký thì tụi em ký. Ký đi em, ký đi. Rồi, tốt nè. Đông Đông, chú làm như vậy con đã nói là sẽ không tham gia rồi mà. Trời đất ơi, anh nghe rồi. Chắc lúc nãy em chưa có hiểu hết tình hình. Không, con hiểu là nếu vào Big Lion con sẽ được đào tạo rất tốt. Nhưng con không thể làm việc cùng với các bạn ấy được. Con không nổi bật và tự tin như họ. Đồng Đồng à, biết sao không? À, tại vì lúc nãy có mấy bạn nên không tiện nói. Chứ việc ra mắt nhóm nhạc lần này, mục tiêu của tụi anh là sẽ đưa em làm gương mặt đại diện đó. Gương mặt đại diện hả? Đúng rồi. Em sẽ là người được xuất hiện nhiều nhất và sẽ được PR nhiều nhất, đúng nóc luôn. Nhưng mà con chỉ muốn được biểu diễn cùng các bạn của nhóm Sắc Màu thôi. Trời ơi, tới bây giờ mà còn nghĩ tới cái nhóm nhạc online đó nữa. Em có suy nghĩ như vậy làm sao mà khá cho được. Suốt ngày hát hò trên mạng, bọn em không muốn được đứng trên một sân khấu thật lớn, có hàng ngàn khán giả cứ gọi tên Đông Đông, Đông Đông. Em không muốn được như vậy sao? Về với Big Lion vậy Đông Đông, em sẽ được PR, em sẽ được nổi tiếng. Em thấy sao?
Đợi lâu chưa man? Ba mới đến hả? Sao? Nhìn không ra hay gì? Sao hôm nay nhìn khác ấy? Có gì đâu, tôi thấy tôi cũng như bình thường mà. Ừ đúng rồi hả? Tại lâu nay bà cứ đổi style xoành xoạch, làm tôi chả biết được nào mà lần. Vậy? Lâu lâu tôi đổi style xíu thôi mà. Mà sao hôm nay lại hết thích làm bánh bèo ấy? Thì... Sao? Con nói lắm hả? Hay là đang buồn ngủ? Đi uống cà phê không? Tôi biết một quán cà phê đúng kiểu bà thích luôn. Ừ, đi. Đi. Có sao không anh ạ? Không sao đâu. Của ông nè. Đi thôi, đi uống cà phê. Anna này. Đây mới đúng là con người thật của Anna đấy. Ừ, đúng rồi đó. Tôi là một đứa con gái á, không có nữ tính son phấn gì hết á. Từ nhỏ đến giờ phải ra đường đi hát kiếm sống. Tôi sẵn sàng động tay động chân với người xấu. Tôi không cần đến ai phải bảo vệ tôi. Mấy bữa nay á, tôi thay đổi á, tại vì tôi nghĩ đây là style mà ông thích. Còn bây giờ ông thích hay không thích gì á, thì tôi vẫn vậy thôi. Anna, chính vì Anna như thế nên Trọng mới thích Anna đấy. Ông nói vậy là sao? Nghe kỹ nhờ. Trọng thích Anna. Trọng thích Anna như cái thời điểm này này. Rất thích. Bọn mình trái kìa. Trời ơi, hôm nay đánh kiểu gì vậy trời? Đi trước đi. Ê ê ê. Sao sau này nó buồn vậy? Sao mày hỏi tao? Ủa Gin, người tình trong mộng không bao giờ nhớ tới của mày đâu rồi. Mày nói gì người tình trong mộng? Phải nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và quá đơn giản là... Ê, người yêu trong tưởng tượng của bạn đâu rồi bạn? Ủa là sao ta? Ủa mày nghe tao nói hả? Tao nói thì sao? Người ta cứ nói đừng quá yêu. Người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Coi bộ ngồi buồn à bạn ơi. Anh yêu, anh có hẹn đi ăn sáng với em mà mình quên rồi hả? Đi ăn sáng với em? Đúng rồi. Nhanh đi, em đói bụng quá nè. Đi đi anh. Ờ, thì đi. Cảm ơn cô nha. Lúc nãy tôi không hiểu, nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi. Cô sợ tôi quê độ trước mặt đám bạn nên mới diễn như vậy đúng không? Trời ngốc. Nè, không phải là cô mới cứu tôi xong á là cô muốn nói gì nói đâu nha. Cái đó mà anh nghĩ là cứu sao? Ủa chứ không lẽ cô đang gài tôi để sau này chơi tôi một vố đau hơn đúng không? Vậy mà cũng nói được. Hôm trước anh tỏ tình với tôi chưa có trả lời mà anh đã bỏ đi rồi. Tôi bộ không có nghe tôi trả lời hả? Sợ đau lòng. Chẳng thà là cứ friendzone như bây giờ cũng vui mà. Tôi đồng ý. Ừ, đồng ý là tốt. Ủa, mà đồng ý chuyện gì? Dạ hiểu chưa? Hiểu rồi.
Mấy bà, tôi thấy dạo này chị Mina hot lắm á. Hay là mình thử liên hệ chị, xin cover lại mấy bài của chị xem sao. Đúng rồi. Mình cover theo phong cách acoustic á, nghe sẽ rất nhẹ nhàng và tinh tế hơn á. Hay á. Ê, mà Mina là thần tượng của Đông Đông á. Tụi mình mà cover bài hát của chị, chắc Đông Đông ganh tị lắm. Thôi, không chừng Đông Đông con sắp được hát chung với chị Mina luôn á chứ. Còn cũng tí trùng lưng mà, nghĩ sao mà ganh tị với tụi mình được. Ai lại đến giờ này ta? Để tôi ra xem sao. Mời anh ngồi. Xin chào các cô gái sắc màu. Nhà của các em đúng là khó tìm thật. Anh tìm từ sáng đến giờ mới ra. Ủa mà anh là ai vậy? Anh tới tìm tụi em có việc gì không? Các em không biết anh thật à? Dạ không ạ. Tuổi trẻ bây giờ kiến thức thật là nông cạn. Xin tự giới thiệu với các em, anh chính là chuyên gia cung cấp những gương mặt tài năng trẻ của công ty giải trí Fiji. Công ty của anh là một công ty giải trí lớn nhất nước và hiện tại đang cung cấp rất nhiều gương mặt tài năng trẻ, tạo những show diễn rất là lớn, hoành tráng nhất nước. Vậy đây là một công ty truyền thông giải trí hả anh? Đúng vậy. Ôi, đúng rồi, còn đó tao nghe xin nữa nè. Nhưng mà tụi em vẫn chưa hiểu, anh đích thân tới đây tìm tụi em có chuyện gì ạ? Chỉ một câu hỏi thôi, em đã hỏi đúng trọng tâm rồi đó. Anh muốn hỏi các em, có muốn tham gia vào công ty của anh hay không? Tức là anh muốn tụi em đầu quân vào công ty VG? Đúng vậy. Vậy là tụi mình có công ty vũ quản giống Đông Đông rồi đó. Nhưng mà anh nói gì em không hiểu gì trơn á. Sao mà mọi chuyện có thể dễ dàng vậy được? Dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy. Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu rất kỹ về các em, xem trên các clip và phát hiện ra một điều, các em có tiềm năng trở thành một ngôi sao. Nhưng điều quan trọng nhất, muốn vào công ty của anh, các em phải lọt qua vòng thi sơ khảo. Các em có đồng ý hay không? Đồng ý. Đồng ý. Nếu các em đã đồng ý hết thì 10 giờ ngày chủ nhật này các em hãy đến gặp anh. Dạ được ạ. Rồi, đi chào các em, anh đi. Tụi em chào. Dạ. Ủa là sao mọi người? Đột ngột quá à? Tôi không hiểu gì hết á. VG, nghe tên lạ quá à. VG Entertainment đúng không mấy đứa? Ủa, chị Thiên Di. À, trời ơi, công ty nổi tiếng vậy mà mấy đứa không biết hả? Ủa, thiệt hả chị? Ừ đúng rồi, chị vừa mới thấy anh Tùng, quản lý công ty VG đi qua đây nè. Bộ không gặp mấy em hả? Dạ, anh nói á là muốn tụi em gia nhập vào công ty mà phải qua cuộc thi gì á, khó lắm chị. Lo gì, chị giúp cho. Thiệt hả chị? Ừ. Công ty VG là công ty lớn quá trời luôn, sao để cho mấy đứa ta không đánh giặc được. Vậy thì tốt quá, coi như đây là cơ hội của tụi mình rồi đó. Lần nào cũng có chị giúp tụi em hết á. Ừ. Đâu. À, hay là tụi mình bắt tay vào tập luyện đi. Ôi, gấp vậy luôn hả em? Ừ, em nôn quá à. Tập căng sườn căng yên tâm chưa? Bây giờ mình bỏ tập luôn chị nhá. Ok. Ok. Đi đi mọi người. Sau khi ban giám khảo chấm điểm bài test của các em, tôi phải nói rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đây công ty Big Lion có vài lời đồn không hay. Giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì không biết nữa, khiến cái lỗ tai khỉ của mình cũng nổi da gà luôn á. Em chưa tập tành được ngày nào mà đã muốn bỏ hay sao? Dạ không ạ, em không có ý đó đâu. Không về được một ngày thì một buổi cũng được ạ. Nói ra đi bài tốt.